Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ủa? Sao Vi lại ngồi một mình nhở? Vi ơi! Ừ? Sao ông lại ngồi đây một mình nhở? Và sao không vào kia cùng với mọi người đi? Thôi, bà ra chơi với tụi nó đi. Tôi không thích chơi với cái đám nhóc con nữa đâu. Thôi, ông qua chơi với mọi người đi. À, hay là ông có cái chuyện gì buồn? Ông có thể tâm sự được với tôi mà. Ủa, mà sao bà lại quan tâm đến tôi vậy? Thì bởi vì chúng ta là bạn bè mà. Bạn bè quan tâm đến nhau là chuyện tất nhiên rồi. Từ đó nhờ, có mỗi bà là người quan tâm đến tôi luôn á. Bà dễ thương quá, bà dễ thương quá. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Ôi trời ơi, Sam ơi nhanh lên, Sam ơi trễ giờ học rồi, Sam nhờ ơi. Nhờ tôi tính đưa ra liền nè. Ôi trời ơi nhanh lên, từ nãy giờ tôi đợi bà 3 tiếng đồng hồ mà bà vẫn chưa xong nữa. Ôi trời. Được không? Trời ơi trời, bà làm gì mà lâu vậy, trễ giờ học giờ kìa. Ông ơi còn tận 5 phút mà lo chi, vợ mà tôi lãng gái rồi đúng không? Phải rồi chỉnh đốn trang phục còn chạy tóc nữa mà, ông có tóc dài với tôi đâu mà ông biết. Trời ơi mệt bà quá, nói chung mà thôi đi học nhanh lên. Trời ơi là trời, Sam ơi tại bà hết đó, trễ giờ học của tôi mất tiêu rồi. Trời đất ơi tin tôi đi, còn 5 phút lận mà, lo chi trời. Trời ơi là trời. Ủa? Ai đây? Ủa Mr. Dịch, ông làm gì ông đứng ngoài đây vậy? Vô lớp học nhanh đi, trễ giờ học rồi kìa. Trời ơi trễ giờ học làm sao được, hôm nay nè mình có việc nên mình nên đứng đây. Hà Phong hả? Mình đứng chờ bạn lâu lắm rồi đó. Ủa Sam ơi, hôm nay ông Dịch này, hôm nay cái ông Mr. Dịch này ổng ăn nhầm cái gì hay sao? Tiện ổng xưng bạn với tôi vậy kỳ vậy. Ủa rõ ràng là bình thường ổng hay chửi tôi lắm mà ta. Mẹ trời ơi, bạn tốt, hôm nay tôi có việc cần nhờ bạn nè, nên tôi đứng đây nè. Trời ơi, hôm nay đi học trễ à? Giờ nào cũng chưa vào trường rồi thì bây giờ, hôm qua tôi bận chơi game quá. Nên là hôm nay tôi cần đứng trước cổng trường này nè, chờ ông tới làm giùm bài hộ tôi đi. Ủa gì làm bài tập giùm á? Ê cái này không được nha, cái này không được nha, cái này là không được, cái này là sai rồi. Tôi nói bạn nghe nè, bài tập của bạn á, cô giáo thầy giáo giao cho bạn là bạn phải tự làm, chứ tôi không thể nào mà tôi giúp bạn được. Như vậy là sai với quy định nhà trường, hiểu không? Ê sai với quy định cái gì trời, giờ người ta không làm được bài thì người ta nhờ học sinh giỏi nhất lớp làm giùm thôi. Hay là Phong Cận hôm nay không muốn làm? Tất nhiên là không muốn làm rồi. Tại vì là bài tập của ai thì người đấy làm. Mấy bạn ơi, mấy bạn đừng bắt chước Mr. Dịch nha. Mr. Dịch không chịu làm bài tập mà bây giờ còn về còn bảo mình là làm bài tập giùm nữa. Như vậy là không được. Thôi ông đi ra, tôi vô lớp học. Đúng đi rồi, chị hả? Rồi có ngon bước vô trường mà không làm bài giùm tôi đi. Có ngon bước vô. Lâu lắm rồi Phong Cận hình như không được dạy bảo, nên Phong Cận dạo này hư đúng không? Ủa nè, tôi nói ông nghe nha, ông đừng có mà bạo lực nha. Nè, ông không làm bài tập được thì ông bị phạt, thầy giáo phạt, đó là chuyện của ông. Còn bây giờ tránh ra cho bọn tôi vô học nhanh lên. Trễ giờ là tại ông á. Thằng này hôm nay cứng ghê ta, dám bật lại chùm trường hả? Được rồi, lâu không dạy cho mày một bài học, hôm nay á, láo ghê à. Hãy đợi đấy, tiếp chiêu đi. Ê, tôi không giỡn nha. Đừng có học bắt nạt Phong Cận. Trời ơi, cái gì? Không được đụng vào Phong Cận à? Trời ơi, hôm nay con gái mà cũng ghê gớm ghê ha. Hôm nay á, Sammy chắc anh phải gan hùm rồi. Trời ơi, sợ quá. Tôi nói đó, bây giờ ông chỉ cần đụng Phong là ông biết tay tôi đó nha. Trời ơi, biết tay biết chân cái gì? Biết tay biết chân cái gì? Bà tin á, tôi uấn cả hai không? Không được, làm được rồi. Để tôi thiệt trong xem nè. Bà là hồ biêu. Ôi, trời, cái gì vậy Sam? Sao mà tự nhiên xuất hiện nhiều Sammy quá vậy trời? Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Hay không, xin giới thiệu Phong Cận, đây chính là thuật phân thân của tôi đó. Tôi có thể phân thân tôi từ một người thành 100
1.000 người luôn. À hay chưa. Trời ơi Sammy giỏi quá bạn ơi. Sammy có thể phân thân ra thành nhiều người được luôn hả? Gì ghê quá vậy. Dịch ơi, Dịch ơi, kỳ này ông chết chắc rồi. Tại sao lại nhiều Sammy vậy? Trời ơi, ông biết hả? Sammy thật ra chính là phù thủy đó. Kỳ này nha, ông gọi là ông ăn hiếp tôi là ông sai rồi. Tại vì Sammy là bạn của tôi mà. Ông dám đụng đến tôi là chẳng khác nào ông đụng đến Sammy. Sammy kỳ này phân thân ra 1.000 người nè, tí nó quýnh tao một trận. Hai người nha, hai người ỷ đông hiếp yếu nha. Hai người này tôi tin tôi đi mét cô không? Trời ơi. Ủa Sammy? Sammy, tôi nói bà nghe nè, bình thường cái tên Mr. Dịch nè, hắn ta gọi sao ta? Hắn ta hay gọi là côn đồ lắm, đầu gấu lắm, mà sao tiện hôm nay nhát dữ người ta. Tên phòng cận nha, đừng có cô mà kệ đông hiếp yếu nha. Tôi nói cho ông biết nè, bây giờ á, một mình tôi là đủ để đấm 2 thằng. À không, đấm 5 thằng. À không, 7 thằng đi. Nhưng mà ở đây ông đếm biết bao nhiêu người làm sao tôi chơi lại được. Như vậy á, mới cho ông thấy rằng là cái hậu quả của cái việc gọi là ăn hiếp người yếu hơn ông đó, bây giờ là nhiều người hơn rồi nè. Bây giờ ông sẽ hiểu cái cảm giác mà bị đánh lại thế nào. Bây giờ làm gì giờ sao? Bây giờ không nói nhiều, đây là hậu quả của ông dám đục đến phong cực nha. Ok, bình tĩnh. hai bạn bình tĩnh. Nãy tôi chỉ nói dỡ thôi. Chứ còn tôi yêu quý hai bạn lắm luôn á. Hai bạn để tôi đi được không? Bây giờ tôi phải vào lớp học rồi. Ai không có chuyện đâu nha. Hồi nãy còn dọa đánh hai bọn tôi, bây giờ còn kêu là yêu thương, xạo xạo. Thôi rồi. Xạo xạo. Hỏi chị em Sammy tiến lên. Trời ơi là trời, nhìn kìa trời mấy bạn ơi, chùm trường cái kiểu gì mà bị con gái quýnh nằm một đống luôn. Trời ơi. Nè nha Dịch, cho chừa cái tội ăn hiếp người yếu hơn ông nha. Bây giờ ông chừa chưa? Trời ơi, đánh như vậy rồi làm sao còn gì là người nữa. Mấy người quá đáng lắm luôn á. Bắt nạt tôi yếu đuối mong manh này mà đánh nạt tôi mấy coi mà coi. Này thì cho chừa cái tội gọi là ăn hiếp người khác nè. Trời ơi trời. Ủa Sam ơi, Sam. Ủa mấy cái bạn phân thân thì nãy đâu hết trơn rồi? Ủa thì sau khi đánh ông Dịch xong tôi phải thu lại thuộc chứ, thuộc phân thân chứ, lại để vậy người ta sợ sao? Đúng rồi, hàng gì mấy cái bạn Sammy phân thân hồi nãy biến mất hết trơn rồi. Thôi rồi Sammy, bây giờ tôi với bà vô lớp học đi, trễ giờ học mất tiêu kìa. Nhanh đi. Ủa mà từ từ phong ơi, từ phong. Hả? Không lẽ ông để cho ông Dịch nằm đây luôn hả? Ủa? Có cách nào giải quyết không? Tên Mr. Dịch này hả? Thôi bây giờ tôi nghĩ thế này nè. Hắn ta ăn hiếp tôi bà nhiều lắm, cho nên thôi bây giờ mình vô mình mát bảo vệ đi, để cho bảo vệ ra gọi là bắt hắn được không? Hợp lý. Ok. Cái trường cái tội ăn hiếp người khác nha. Ok thôi đi sao mày, đi sao mày. Trời đau quá. Hey, tức ghê á, mấy đứa này nó ỉ đông nó đang đánh mình. Hey, hôm nào á mình phải kêu tụi đàn em tới cho chúng nó một bài học mới được. Cảnh trên nhờ. Đau quá. Ủa vì đâu sao ông ngồi đây vậy? Tôi ngồi đây, tôi vừa mới đi đến trường, tôi chạy tôi mệt quá, tôi ngồi nghỉ một xíu mà không có gì đâu. Ủa không đúng nha, sao người ông bị bầm dập vậy? Bầm dập hả? Chắc tại tôi đi không cẩn thận nên tôi té xe á. Còn có gì đâu. Trời ơi, nhưng mà có hai lần đánh nhau đấy. Đánh nhau à? Không, trời ơi, tôi đánh nhau đâu. Hôm nay bận học quá, đang đến phải đến trả bài cho thầy nè. May bị té xe thôi chứ đánh lộn gì đâu. Thôi ông đừng xạo đi, để tôi đưa ông vào phòng y tế đi, mệt quá à. Trời ơi, tôi nói rồi, tôi không sao đâu mà, không sao đâu. Ông, tôi thấy ông có sao á, không có gì không sao hết trơn. Bây giờ ông đi theo tôi vào phòng y tế nhé này. Bà này kỳ ghê, tôi nói tôi không sao mà trời, cứ quá gì mà làm quá lên là bình thường mà. Rồi mấy cái vết này như mấy vết muỗi cắn không mà không sao. Mũi cắn chỗ nào trời ơi, nó bầm tím rồi. Đi vào phòng y tế nhanh lên. Đã bảo không sao mà trời. Ây trời ơi, đi toilet xong thoải mái quá mấy bạn ơi. Thôi chắc quay lại lớp học bài tiếp nào. Hình như mình thấy ai thì phải. Ủa cái gì vậy? Cái tên Mr. Dịch hắn ta đứng đó làm gì vậy ta? À hay là tính ăn trộm ăn cắp cái gì nữa đây. Trời ơi, cái tên Mr. Dịch xấu xa này, cái chuyện gì hắn ta cũng dám làm hết trơn á. Trời ơi tức quá mà. Ê Dịch. Ôi,
Cái gì vậy? Trời ơi, ông đứng đây làm gì đó, tính ăn trộm cái gì đúng không? Ê, nè, ông coi chừng cái mồm miệng ông nha. Tôi nói ông nghe là nhà tôi giàu nhất cái trường này luôn, tôi ăn trộm cái gì trời, tào lao. Ủa vậy hả, vậy không ăn trộm gì đứng đây làm gì đó. Trời ơi, ông mà tôi nói nha, không có được ăn trộm ăn cắp gì nha. Ông dạo này ông làm nhiều việc xấu lắm á. Ê, nè, hay dạo này ông bị rảnh quá, ông đi xí ở chuyện khác nha. Tôi đứng đây thì kệ tôi rảnh tôi đứng đây, tôi thích đứng đây được không, mà ông cứ xí vô vậy trời, tào lao. Ok. Khoan, ôi cá muối kìa. Wow. Ủa, ê, hay là đứng đây để ngắm cá muối ta. Trời ơi, vậy đây. Dạ, hay gì? Ông nói dối đúng không? Có phải ông đang đứng đây để ngắm cá muối đúng không? Ngắm gì? Cá muối nào? Gì? Tôi đang đi, tôi thấy kính trường này dơ quá nên là tôi đứng tôi lau ở được không? Tôi trà kính nè. Ủa vậy hả? Trời ơi, trà kính hả ta? Ủa rõ ràng hồi nãy, tính ra hồi nãy á, lúc mà mình chạy lại chỗ dịch đó bạn, mình thấy dịch đâu có lau kính gì đâu, dịch chỉ đang đứng rồi là nhìn cái gì đó, hóa ra là nhìn ca mui. Trời ơi trời, thích ca mui đúng không? Nè, ông dạo này ông nhiều chuyện quá à. Tôi làm gì kệ thôi đi, hôm nay tôi bị rảnh á, nên là tôi đi lau kính á. Bây giờ ông làm việc của ông đi, ông đứng đây ông thía thói thì quại chuyện tôi ấy. Ok, thì thôi lau kính vui vẻ nha. Nếu vậy thôi, hey, mình cứ tưởng là dịch thích ca mui thì mình sẽ giúp cho dịch tỏ tình ca mui. Ai vậy đâu không thích thì thôi. Hey, thôi đi vô ra đi, tào lao. À gì? Ê cái gì? Gì nãy nói gì, nói lại coi. Tôi nói á là tôi tưởng là ông thích ca mui, nếu như mà ông thích ca mui thì tôi giúp cho ông, còn nếu như ông thích thì thôi tôi về lớp. Từ thì tôi cũng mém để cái con nhỏ đó một xíu thôi, nhưng mà nếu mà ông có lòng tốt ông chỉ thì tôi cũng nhận lời á. Thì ông nói vậy. Trời ơi, như vậy là không được rồi. Thích con gái người ta mà phải kêu tên rõ ràng chứ, gì thích con nhỏ đó là sao hả? Như vậy là không được nha dịch. Nói lại, tôi thích ca mui, nói đi. Gì? Tôi biết gì đâu vậy? Ok, thôi ngại, thôi không muốn nói thôi, mệt quá. Trời ơi, hóa ra chùm trường cũng biết thích người khác mấy bạn ơi. Trời ơi, tưởng chùm trường toàn đi đánh nhau, hóa ra cũng thích con gái người ta ha. Gì đâu, ông cứ nói quá, tôi đâu có thích gì đâu. Ủa, không thích hả ta? Ủa khoan từ, không thích gì đâu mà sao cái mặt ông đỏ hết trơn vậy? Gì kỳ vậy? Vậy, cái mặt tôi hôm nay trời nóng quá, hôm nay nhiệt độ sao kỳ, nóng quá. Trời nóng ơi, có gì đâu ông kỳ cục. Trời ơi bạn ơi, trời nóng cái kiểu gì mà hồi nãy mặt không đỏ mà mình kêu là dịch thích ca mui, sao cái mặt dịch đỏ chét luôn bạn ơi. Trời ơi là trời. Thôi rồi, bây giờ tôi nói ông nghe nè, bây giờ ông muốn gọi là tỏ tình ca mui á thì cũng dễ thôi. Tôi đã từng giúp cho Kairon với Simmy gọi là đến với nhau rồi. Bây giờ ông với ca mui thì chuyện quá đơn giản, hiểu không? Thôi rồi, bây giờ đi theo tôi nhanh lên, qua đây. Bây giờ tôi nói ông nghe như thế này nè dịch. Con gái người ta là người ta thích những chàng trai mạnh mẽ, hiểu không? Mạnh mẽ. Ờ, cho nên là bây giờ tôi nói ông nghe nè, mình là con trai, mình thích ai thì mình phải nói. Bây giờ nha, ông chạy vô đó, ông nhìn thẳng vô mặt ca mui và ông nói giúp tôi câu này. Ca mui à, tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy ai xinh giống như bà. Thật sự bà giống như một thiên thần trong mắt tôi vậy. Tôi thích bà. Đó, đơn giản vậy thôi, hiểu không? Trời ơi, tưởng gì chứ, mấy cái này dễ mà, trời ơi, tính ra mấy cái này tôi làm được. Rồi, được gì? Đúng không? Được. Cố lên, nhanh lên. Bây cứ đi vô rồi nói vậy luôn đúng không? Ừ, đi vô, nhìn thẳng mặt ca mui nói vậy là được. Ok, đóng cửa lại. Thôi, vô. Cố lên. Ca mui! Ơi, tôi nè, ông gọi tôi có việc gì không nhở? Tôi muốn nói với bà một việc này rất quan trọng luôn. Chà mui, tôi đứng đây từ chiều. Chà mui, hôm nay tôi mời mui là tôi cố lên. Dịch. Cố lên gì? Mạnh mẽ lên, mình là con trai mình phải mạnh mẽ lên. Trời ơi, trời. Từ tôi đang cố nè. Tôi không nói được à. Trời ơi là trời, chạy đi đâu vậy dịch ơi, quay lại. Trời ơi, vậy là chết rồi, tỏ tình con gái người ta mà nhát gan vậy trời. Hello ca mui, ủa đang đọc truyện hả? Không, tôi đang đọc sách nè, mà vịt nãy giờ bị làm sao vậy? Ông vịt hả? Ông vịt ổng mắc toilet thôi. Ổng chạy vô trong toilet rồi. Thôi không có gì đâu, thôi ca mui đọc chuyện vui vẻ nha. Ủa toilet thì mắc gì đến tôi à trời. Ơi dịch ơi, trời ơi trời.
Ây, trời ơi, Dịch ơi là Dịch, tôi nhức đầu với ông lắm luôn rồi đó nha Dịch nha. Có mỗi cái chuyện gọi là nói là thích người ta thôi mà cô không nói được nữa. Bây giờ nè, ca mui đang ngồi đó ngắm cảnh kìa. Bây giờ ông chạy lại đó, ông tỏ tình thêm một lần nữa đi, nhanh lên. Trời ơi, thì ông vẫn phải thông cảm với tôi chứ ai. Chả có lần đầu tiên, trời, nhưng mà lần này á, tôi rút kinh nghiệm từ lần trước rồi. Tôi sẽ làm tốt hơn cho ông coi. Đàn ông là phải gì? Mạnh mẽ đúng không? Đúng rồi, đàn ông là phải mạnh mẽ. Ok, mạnh mẽ. Quá đi, cố lên. Cả mui. Ủa, lại là ông hả? Tôi đây, tôi Mr. Dịch đẹp trai nhất trường Hero Team đây. Ủa, thế ông kiếm tôi có chuyện gì không nhỉ? Trời ơi, hôm nay nha, tôi đến để tôi tuyên bố với bà một câu dõng dạc luôn à. Tôi thích bà. Hả? Tôi nói lại lần nữa nè. One more say, tôi thích cả mười. Ủa, ông có vấn đề gì không hả? Nghe tôi nhấn mạnh là tôi không có cái vấn đề gì ngày hôm nay hết. Tôi nói lại lần nữa nè, tôi rất thích ca mui. Thôi nghe ghê quá, tôi không thích. Ủa gì kì vậy? Ủa rồi, xong luôn, người ta chạy mất tiêu luôn rồi. Dịch ơi là Dịch ơi. Ai, tôi khổ ông quá mà. Dịch ơi là Dịch. Ông này, tôi làm theo đúng cái gì mà ông kêu rồi mà tôi đâu có hiệu quả đâu. Ông lừa tôi đúng không? Trời ơi, tôi nói ông nghe nè, không có đứa con gái nào á mà thích một cái thằng con trai mà tự nhiên vừa mới gặp mặt mà đã kiểu Tôi thích bà lắm. Không có ai vậy đâu, mình phải nhẹ nhàng vô, mình phải khen người ta trước, hiểu không? Mình phải khen người ta trước. Ông kêu tôi là đàn ông là phải mạnh mẽ, tôi mạnh mẽ đến vậy rồi còn gì nữa mà đâu có được đâu. Ai, trời ơi, tôi mệt ông quá. Thiệt luôn á, ông ca của ông còn khó hơn cái Kairon nữa. Lần trước tôi giúp Kairon tỏ tình mèo Simi còn dễ hơn là ông tỏ tình ca mui nữa đó. Trời, thì bây giờ ông ráng giúp tôi đi. Giờ bây giờ làm bình thường thì cũng không được rồi, bây giờ mạnh mẽ cũng không được luôn, thì bây giờ làm sao trời. Thôi rồi, đi theo tôi, sử dụng cách thứ ba vậy. Đi nhanh lên. Ủa, nhanh lên. Còn hả? Mệt quá. Bây giờ chúng ta sẽ chơi đến tuyệt chiêu cuối cùng, đó chính là tặng quà. Mới tới giờ ta, ông biết chỗ này ở chỗ nào không? Ủa, hôm nay ông kêu tôi ra đây làm chi vậy Phong? Ủa, cái tiệm này nhìn trông sang trọng quá trời nhất đi. Trời ơi, ông nhà giàu mà ông không biết chỗ này là chỗ nào sao? Đây chính là tiệm bán đồ trang sức. Bây giờ tôi chỉ ông này nha. Bây giờ á, tôi với ông giờ hôm nay lựa một cái món quà thật là đẹp để tặng cho ca mui, một món quà thật là ý nghĩa thì bảo đảm ca mui sẽ rất là cảm động luôn. Ông thấy sao? Ôi, tặng quà cho bạn ấy lần đầu tiên gặp mặt là tăng tỷ lệ thành công á? Đúng rồi, tại vì á, con gái ai mà không thích quà, hiểu không? Nhất là những món quà ý nghĩa nữa, mình phải gọi là có quà tặng người ta thì người ta mới cảm thấy gọi là ông tốt bụng, hiểu không? Ông này tào lao. Cái gì vậy? Không nói luôn từ đầu đi. Mấy cái này đơn giản hơn mấy cái trước này bây giờ mới nói đó. Vô. Trời ơi, đúng rồi đại gia ha. Ok thôi vô. Trời ơi, Dịch ơi, tính ra từ nhỏ lớn giờ tôi chưa bao giờ được bước vô đây luôn á Dịch ơi. Ui, gì mà đẹp dữ vậy trời, toàn là vàng không kìa mấy bạn ơi. Trời ơi, người ta bán nhiều đồ quá Phong ơi. Tôi vô đây mà ông bảo tôi muốn lựa một cái là chắc tôi chết luôn á. Cái gì cũng đẹp luôn. Ừ đúng rồi, bây giờ cho nên bây giờ mới không biết lựa gì nè. Này ông coi nè, chỗ này nó có cái vương điện nè, hay mình tặng cho ca mui cái vương niệm đi. Tào lao tiếp. Cái gì vậy? Tặng cái vương miện. Đây là mình đi gọi là thể hiện thần ý của mình chứ phải là đi gọi là biến người ta thành hoa hậu đâu. Đội vương miện nó có bị khùng đâu mà đội ra ngoài đường chạy. À đúng rồi ha. Ê, tôi thấy ở chỗ này nó có mấy cái cục vàng nè, hay tặng cho ca mui mấy cây vàng 9 số 9 đi. Ê, ông nhìn kỹ mà tôi nhìn kỹ mà tôi chưa? Nhà tôi á là giàu nhất trường thiệt. Nhưng mà là ba má tôi chứ tôi làm gì có nhiều tiền để thế mà ông đã mua mấy cái vàng tôi lấy đâu tiền chay. Trời ơi, ông mệt ông quá, có vậy thôi à, mệt ghê luôn. Hay là tặng cho cao mui mấy cây đàn cầy cũng được nè, cái đàn cầy này đẹp nè. Ông tin tôi cầm hai cây đàn cầy tôi chọc vô cái mắt không? Ông thấy có đứa nào đi tỏ tình với bạn gái mà tặng đàn cầy không? Hay ông tính cho tôi qua gọi là bạn là ánh sáng của đời tôi xong đưa mấy cái đàn cây đàn cầy á. À, mệt quá à. Vậy giờ tặng gì giờ ta? Ơi, dịch, tôi thấy trong đây có nguyên một cái con vịt nhìn dễ thương quá nè. Hay là ông tặng cho ca mui cái con vịt này đi, thì mỗi ngày ca mui sẽ được nhìn thấy ông hàng ngày luôn và sẽ nhớ đến ông. Ông biết con vịt này làm bằng cái gì không? Nó làm bằng vàng ròng 9 con 9, giá ở đây nó đề là 2 tỷ đồng với ông nội. Này, ông không có 2 tỷ hả? Mày bị điên à? Ông nhìn mà tôi trông giống có 2 tỷ không? Tôi có một ít tiền tiết kiệm gọi mấy triệu đồng thôi, tôi giàu chứ tôi đâu phải là tôi là đại gia đâu. Ôi trời ơi, có mấy tỷ mà cũng không có nữa, thiệt Dịch nghèo quá. Trời ơi mệt ông ghê á. Ủa còn cái phòng này là phòng gì đây, để mở vô xem coi. Ui, đi ra. Trời ơi, nó cho hai thằng đi vô tù ngồi một công rồi. Đây là cái kho vàng của người ta ba nội. Ui kho vàng hả, gì mà nhiều vàng quá vậy, trời ơi nhìn đảo quá. Ông có bị khùng không, ông có đi ra ngoài không? Nó hốt hai thằng lên câu han là khỏi về luôn, ông có bị
mà cô. Ông tập trung giúp tôi đi, vấn đề của tôi thì không quan tâm toàn tào lao. Ơi trời ơi, để tôi xem coi có gì tặng được hôm nay. Tại vì tôi thấy vàng tôi mê quá à. Ơi, ủa, khoan khoan, từ từ. Chị, lại đây. Ông nhìn trong đây nè. Tôi thấy trong đây nó có một cái nhẫn kim cương đẹp quá nè. Ủa, cái nhẫn này hả? Nhẫn này thì cũng được nhưng mà. Ủa, tôi tưởng người ta đi, người ta cầu hôn thì người ta mới tặng nhẫn thôi chứ mình mua nhẫn chi trời. Trời ơi, ông không biết gì hết trơn á. Nè nha, bây giờ ông tặng nhẫn cho Camui á, thì Camui sẽ có nhẫn để đeo. Mà Camui đeo nhẫn hàng ngày, Camui chỉ cần nhìn vô chiếc nhẫn đó thôi là Camui sẽ nhớ đến ông. Đó, hay không? Ờ ha, nghe cũng có lý, mà đeo trên tay á thì ngày nào cũng phải nhìn thấy tay mình rồi. Đúng rồi. Thôi, tôi lại nhìn đến lại nhớ xem ai là người tặng nè. Đúng rồi. Thôi, sẽ lại gọi là nhớ về tôi nè. Trời ơi, hợp lý. Chúng ta mua luôn. Mua luôn nha, để xem coi. 5 triệu. 5 triệu vậy thôi. Trời ơi, có tiền không? À, gì 5 triệu? 5 triệu lần á. 5 triệu hả? Ừ. Mua cái khác được không? Trời ơi, ông tặng quà cho cả mui còn tiếc tiền nữa. Bây giờ ông có bao nhiêu tiền tiết kiệm nè, tôi cho ông mượn thêm được không? Trời ơi, bây giờ trong cả nhà cả cửa tôi, ba má tôi đâu có để cho tôi nhiều tiền đâu. Mai má tôi vất vả lao động lắm chứ tôi có khoảng đâu đến 50 triệu tiết kiệm rồi. 50 triệu ông mua được 10 cái luôn ông nội, thôi mệt quá. Thôi được rồi, ok, bây giờ bọn mình chốt là sẽ lấy cái chiếc nhẫn này nha bạn nha. Cái nhẫn này đẹp nè, ok rồi, lấy. Rồi ok rồi, chạy về đó, chạy. Ủa khoan từ, nhầm, mình phải trả tiền chứ. Quên. Ông tiếp, tôi đi mua đồ với ông, có ngày tôi đi tù như chơi, ông đi vô thanh toán cho người ta đi. Ok, à, chị ơi, em thanh toán chiếc nhẫn. Tôi đã nhìn thấy ca mui kìa vậy đây. Rồi ok, bây giờ ca mui hiện tại đang ngồi ăn trái cây trong canteen kìa. Bây giờ là tôi đưa ông cái chiếc nhẫn nè. Nè, cầm đi, cầm. Trời ơi, ông thấy không? Người thì đâu đẹp, người đẹp nết. Người ăn không cũng thấy mê rồi. Trời ơi, ông dịch này, ông mê ca mui quá trời rồi bạn ơi. Rồi, thôi bây giờ nè, ông cầm chiếc nhẫn vô tặng ca mui nhanh lên đi. Trời ơi, ủa, tặng luôn hả? Tặng rồi sao tặng đó luôn, đang ăn luôn. Đúng rồi, tặng xong tỏ tình luôn, cho bất ngờ chơi. Nhanh lên. Để tôi vô, ông hãy tin vào tôi, lần này tôi sẽ làm tốt hơn mọi lần. Hi, vô. Dịch ơi, cố lên.